Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì giờ Vũ đã lên tới nhà của chú Ba. Nhà của chú Ba là ở ấp 1, xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Giờ Vũ mời cô chú anh chị và các bạn theo Vũ vô nhà chú Ba chơi. Nói nhà chú Ba mát ha, vòng vòng vừa không ha? Để con quay vòng chỗ nhà của chú Ba. Vòng vòng là vườn dừa. Ở trước sân rồi có cây tra. Cây này phải cây tra không chú Ba? Cây bồ đề. Cây bồ đề. Đây có cây nước. Thưa chú Ba, thím Ba hả chú Ba? Đã vừa. Dạ, con thưa thím Ba, chú Ba đang sửa nhà hả dạ? Chú Ba đang sửa nhà. Dạ. Thấy dán gạch lên trước hả chú Ba? Dán gạch. Mình gót lên gót gạch. Dạ. Đang làm đấy chứ chưa có xong. Dạ. Bữa nữa mới xong. Chào anh. Anh là con của chú Ba hả? Con thứ mấy anh? Lớn thứ hai. À. Thứ hai hả? Cha của anh Di á, Di không biết là nhớ bạn của con của chú. Phải không? Bạn học con phải không? Nó giờ nó ra trường nó đi học nó lên mấy rồi. Dạ. Dạ. Cha của bạn học của nó. Dạ. Chú Ba bữa nay có chạy xe không? Có, ngày nào chú cũng đi đó. Dạ. Thì bữa nay chạy đỡ không? Chạy cũng được 200-300 gì đó. Dạ. Vậy cũng đỡ hả chú Ba? Ừ, thì bữa chú cũng kiếm được vài 300 vậy. Dạ. Vài trăm gì đó, 200 thì thủ. Dạ. Còn con hỏi tiếp rồi chú Ba, nãy mấy người con? Chú Ba được 3 đứa. 3 người, anh này thứ 2. Còn thằng trai thứ kế là thứ 3, còn dạ. Gái út thứ 4. Dạ. Thì cái nhà ở dưới này nha, đây cháu nhìn thấy đó là nhà của thằng thứ 3. Dạ. Còn nhà cái tính giữa nữa là nhà của nhỏ gái út, còn nhà ở trên dòng á có cái ao tôm chắc dòng là nhà của anh thứ hai. Nãy con vô con hỏi anh thứ hai, tại nãy con đi mà con quên đem theo điện thoại, quên đem điện thoại lên hỏi thăm không à. Chắc khán giả coi như nói chú Ba chắc giàu có lắm hả? Đâu có, hỏi thăm cũng như là chú Ba ở đâu? Thấy chú Ba làm giờ chứ chú Ba nghèo chứ đâu có giàu có gì đâu. Tại vì cái lòng thương coi như là cô bác người ta có cái hoàn cảnh khó khăn thì chú Ba. Thím ngồi bên đây thím. Thím ngồi bên đây đi. Nói về cái người thương ruột mới thương người ruột đất đó vậy. Chú Ba nói chú Ba cũng nghèo dữ lắm. Rồi hồi trước giờ là chú Ba cũng chạy xe ôm không hả chú Ba? Chú Ba chạy xe ôm đâu năm 1998. Dạ. Lúc trước đó chú Ba đi câu mực thì chú Ba cũng làm ruộng rồi chú Ba đi câu mực đâu được 2 năm gì đó. 2 năm này với thằng con của chú nè, dạ. Đi câu mực. Rồi chú mới làm thấy cây bão cái hồi trước cây bão số 5 á. Chú thấy thôi khổ quá khổ thôi giờ lúc đó chú nuôi cũng 5-7 con heo vậy á. Chú cũng gom được chú bán rồi chú mua chiếc xe bãi. Dạ. Xe bãi chú chạy năm 1998 á. Dạ. Chạy luôn tới nay. Đi. Anh ngồi nước hả? Con ngoài bển được con lấy cái bình trà ra nhau tôi mới cho. Bình trà này mới nè. Đó. Con qua mẹ con ngồi đi. Nè. Nó đi nó chạy. Chứ bây giờ á thấy bây giờ chú cũng lớn tuổi rồi nhưng mà chú coi kinh chú coi sách đó chú suy nghĩ giờ kinh sách nó giờ không còn gì đó. Thí dụ mình chết tự như chú bây giờ cũng phải chết. Dạ. Bởi kinh Đức Phật Đức
Đức Quỳnh giáo chủ nói câu mà thương những người đời không vẫn không, ruộng vườn nhà cửa có rồi không, vợ con cha mẹ lâu rồi mất, rốt cuộc hai tay cũng lắm không, cảnh khó muôn không toàn giả dối, ngàn mưu ngàn kế cũng quần không, suốt đời lo lắng gầy cơ nghiệp, nhắm mắt hai tay cũng lắm không. Thành ra chú mình tạo coi như cái phước, kiếm cái phước mà để về quê chứ không có gì trơn. Cũng như về cho nó khỏe vậy á. Dạ. Với cái nữa mình cũng phải có tấm lòng mà mình thương coi như cô bác mới có làm được. Dạ. Mày anh ở đâu? Em ở dưới chợ á, ngay đầu đường vô sân vận động á. Em đối diện nhà của thằng Di á, Di cháu ngoại, cháu của bà Tư á, bà Tư nhiều á. Mà hồi đó bà Tư nhiều mất là chôn ở chỗ đây nè. À. Anh biết không? Nói tên vậy anh mới biết chứ chú ba biết à. Để mình có bằng hồ chứ. Tư nhiều là bà Tư nhiều nè, ông một nhiều trước phải không? Ông một nhiều. Tư nhiều là ông một nhiều hồi đó. Dạ con không biết, con biết tên bà Tư, kêu bà Tư nhiều á. Bà Tư nhiều này coi chừng là bà con với con Tám Út nè. Như vậy là chị dâu Tám Út. Bà Tư nhiều là chị dâu Tám Út. Bởi vì ông hồi trước ông Tư nhiều, ông một nhiều lính, ông dạ thiếu quý nhiều hồi trước. Dạ 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 đúng rồi. Nhà đúng có không? Chị B, chị C á. Đó. Là con nhớ hồi đó có đưa đám ngay chỗ góc đằng này nè. Đưa ra ngoài này nè. Dạ. Nhớ cái góc đâu này nè. Dạ. Ở dạ, đối diện đó luôn á. Chồng chồng ở ngay đó con ngay con 10. Ừ con 10. Vui thật đó. Rồi bà nói tên bà Tư á, chú ba mới biết. Nói chứ. Tư nhiều biết. Dạ dạ, chứ nói mấy chị nhiều khi chú ba không biết. Ở dùng chuối cho. Dạ dạ được rồi chú ba. Chuối dùng. Dạ. Thì đợt này tính tới rằm này bao nhiêu phần chú? 14 à? Bây giờ tới bữa đó, tới bữa 12 kiểm tiền. Dạ. Cũng như là thí dụ giờ trường hợp chú thì chú nói thiệt. Dạ. Chứ chú không có nói dốc láo gì. Hồi dạ. xưa cái hồi chú làm từ thiện mới đầu ra chú làm có 500 ngàn bạc à. Dạ. 500 ngàn này chú lụm. Dạ. Mà chú suy nghĩ bây giờ mình không có, mình không có phước mình hưởng đâu. Tiền mà nói chưa tiền của bác gia bác tánh không có phước hưởng. Thôi bây giờ mình lụm này mua coi như 10 phần gạo mà 1 phần 5 kg đem cho cô bác. Dạ. Rồi bắt đầu từ cái tâm đó chú mới xuất phát ra. Dạ. Mua mới đi bắt đầu mới đầu 500, sau cái chú xuất ra chú mua đâu 1 triệu, xuất ra 1,5 triệu rồi 2 triệu cũng có. 2 triệu rồi đôi khi sức 3 triệu cũng có. Từ từ nhân lên. Từ từ thì nói từ từ tấm lòng mình. Dạ. Suy nghĩ với cái nữa chú thấy như vậy bà con khổ quá. Mới đầu. Dạ. Cho 5-10 người đi. Dạ. Rồi bắt đầu chú đi như vậy chú nhìn chú thấy người này là coi như là khổ hơn bà kia nữa. Dạ. Thì bây giờ thêm. Dạ. Nó rồi từ chú nở ra thêm bắt đầu sau cái cô bác người ta thấy như vậy á. Nhưng rồi có cái chú này chú có cho mà chú giấu tên. Chú cho đợt đó là nội chú cho không là 500 kg hình như là 50 phần. Dạ. Mấy năm đó mà với một có một hũ cùng rượu nữa. Dạ. Cho một hũ cùng rượu với một người là 10 kg gạo. Dạ. Rồi cái phần chú đi cho nhưng mà chú hồi trước tới giờ chú nghĩ lúc nào cũng mình phải có trong đó. Bởi vì người ta đúng lúc mình phải đúng lúc. Dạ. Mình có trong đó. Dạ. Thành ra là từ hồi chú cho tới bây giờ không khi nào mà chú nói không có. Dạ. Cái tháng đó là có người ta đông nhưng mà chú cũng phải có. Dạ. Có chuyến này nè, chuyến này chú cũng mòn mỏi rồi, chú đóng góp vô có 100 ngàn bạc. Nó chú cái này nào chú thật nói thật, chú suy nghĩ bây giờ để số này chú giữ lại, mà khi mà cô bác người ta không có đóng góp nhiều thì chú xuất ra. Dạ. Còn lúc có thì còn lúc có thì à, có chế độ nhưng mà cái hả thấy người bệnh là coi như là mình phải nở thêm hả, mà thấy cái người mà bệnh ví dụ thay vì chú cho là 40 kg phần đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ có thêm cái người bệnh 5 người bệnh mà nằm chỗ mình phát hiện được hoặc người ta cho mình hay vậy đó. Dạ. Rồi phải xuất ra thêm. Dạ. Chứ bây giờ mình người ta báo cho mình có người bệnh như vậy mà mình biết như vậy mà mình không cho thì cái lương tâm mình nó cắn đứt nó ai nấy lắm. Dạ. Thành ra chú tính như vậy. Ví dụ bây giờ chú nhưng mà chú nói thiệt cũng phải dự trợ thí dụ chú chạy xe cũng phải chú cũng để trong mình chú 5-3 triệu vậy đó. Dạ.
không làm gì thì coi như là cứ hả cái tháng này mà chú chạy thí dụ chú định cho đi là 30 phần mà bây giờ thiếu thì chú lấy cái đó chú đắp vô. Ví dụ chú chạy mà nó ế ẩm vậy đó, lấy cái phần đó mình đắp vô. Mà nội ha, chú cho nội mà còn yêu không á, cháu biết chết 12 người đó. Cũng như là thấy người ta bệnh. Rồi mình cho gạo, vô cho gạo họ ăn, ăn xong cái khoảng chừng dài 3 tháng vậy đó cái họ chết. Từ cái hàng mà chú cho tới bây giờ chú biết tại còn yêu hay còn còn văn, văn là có một người một à. Còn văn với còn yêu nó giáp nhau. Mà nội còn yêu không là hết 12 người. Bây giờ cháu thấy được thì có hoàn cảnh thấy thương, thấy bà già đó thấy thương không? Rồi ở cái bà ngay chỗ bà đó té gãi bánh chè này với cái ông chồng bị ta biết nằm chỗ ở bến đồ thủ á. Đã thấy cũng tội nghiệp. Rồi hai chồng nằm mà cái vườn rào tre đó. Đúng rồi. Thấy hết sức khổ luôn. Bởi mình thấy mình thương mà chịu không nổi. Nói chung vậy. Vậy anh này thứ ba hả chú? Đứa thằng này thứ ba. Dạ. Chú có ba đứa à? Dạ dạ. Lấy ly uống nước không? Mà lấy đau lưng. Anh thứ hai được mấy người con rồi anh? Có mình Di á, con thằng này. Còn anh thứ ba, mấy người con anh ba? Hai. Hai người. Còn chị Út mấy người chú ba? Hai cũng đâu hai đứa. Dạ. Mấy năm nay chú cho mà là mấy năm nay, 2-3 năm nay cũng có số, có đợt có cái cô đó Việt Kiều ở Mỹ á. Là mấy cô thứ năm mà cổ cho cũng không có khảo sát, không có biết, chỉ là nghe chú vậy đó. Là cho là đâu cũng 5 chiến hay gì đó. Mỗi 1 chiến vậy là 30 mấy phần, 35-37 phần. Rồi đi như vậy á, bắt đầu nó cho chú 300 ngàn, chú nói chú không lấy. Mà coi như chú cổ điện về với cháu cổ nói không được, để cho chú nói chú lấy. Chú nói thôi giờ mua gạo hết đi, chú ấy gạo hết cho chú. Chứ mình làm từ thiện mình đâu có lấy tiền đâu. Mình làm cái đó là ví dụ như những người cô bác người ta gửi về ta cho như vậy á, mà chú rất mừng. Đồng thời bị gì chú có, chú là coi như là phân ra cho cô bác người ta, những người mà người ta bất hạnh. Chú rất mừng luôn, rất cảm ơn cô đó luôn, rất mang ơn, thật sự như vậy. Chứ còn cho tiền thì cái chuyện đó mình đâu có nhận, không nhận được. Tính là mình đi xa ghê hả chú bạn? Đi xa, bị gì á, cháu thấy á, ở đây ở chợ ở Bình Thắng thì cô bác người ta là coi như cho rất nhiều, nhất là Bình Thắng người ta bố thí nhiều, với chợ bố thí nhiều. Nhưng mà ở Cồn Yêu, Thới Thận rồi Thạnh Phước người ta bố thí rất ít. Nhưng mà mình cho những người bệnh không, còn phải những người mà già bây giờ chú mới cho lại. Hồi trước chú cho có cho già mà người ta hai vợ chồng già ở mình vậy đó, ta tuy rằng biết ta có con có cháu rồi ở gần đó, nhưng mà mình thấy vậy mình cho, mình thương mình cho. Mà bây giờ hả gạo ít thì cứ giật mấy ông người đó lại, còn hả gạo nhiều thì bây giờ phải cho. Như chuyến rồi chú phân ra là 15 phần 5 ký cho những người mà người ta già cả, mà có một người thì cho. Còn cái người mà đi được, còn cái người mà bệnh thì nằm chỗ mình cho 10 ký. Thấy chú bà chở đi con thấy nặng thế mà ghê. Chú chở nhưng quen rồi. Ông chở nặng nề dữ lắm. Chú chở tôm này kia quen. Dạ. Con nếu mà chở cỡ đó theo con chở chứ không được, con nói thiệt.
chú chở tôm mướn cho người ta đó. Dạ. Thí dụ là 200 kg, 300 kg chú cũng chở. Dạ. Thí dụ thay vì mình chở được trong 250, rồi cái đi gom với đồ phải ấy. Dạ. Đi gom đằng này đằng kia rồi mới lại mình chở thí dụ 250 đi, đằng kia người ta tôi có 20 kg rồi chú, rồi thôi lỡ gánh luôn. Dạ. Rồi lại đằng kia, ví dụ bây giờ đằng kia họ nói tôi con còn 30 kg, bây giờ không bẻ lẻ bỏ 30 kg này trở lại. Bà rồi mình chở luôn. Rồi mình đi về mình trở lại chiến mình có không được. Dạ. Thôi lỡ gánh luôn. Dạ. Thấy chở nặng mà đi xa nữa. Đúng rồi. Vậy riết nó quen. Dạ cô Sương cũng cũng đi theo đó. Phải vô tâm sao làm vậy nhờ cái. Có cô Sương. Cái cô Sương nè. Chú A tôi nói tôi cho chú nghe nè, tôi nhờ cô Sương là vận động coi như là anh em coi như hoặc là chị em mà cô Sương đã quen, cô Sương vận động người ta là coi như giúp cho tôi, giúp cho người ta giúp gạo đó. Cái tôi nói cái cô mà cái cô Năm mà ở về từ Mỹ là cho là 4 năm tháng gì đó, là cái cô đó là cô Sương là hỏi cái gì với cổ hỏi là ví dụ một cho vài trăm người 400-500 vậy đó, cũng rất nhiều lắm, nhờ cô đó dữ lắm. Thì từ thời tôi làm từ thiện mà cổ biết tới bây giờ á, hồi trước tôi giấu tháng người 200 mấy, tôi giấu một cái có cái vậy, đôi khi mình suy nghĩ mình làm cái này cáp đó nó không có đáng có được gì. Những cái nữa mình theo cái người tu người ta nói là làm như vậy là mình được cái tiếng, nếu nói ra vậy tôi được cái tiếng chứ không được cái phước. Nhưng mà chú suy nghĩ bây giờ nếu trường hợp cháu quay phim thế này mà chú không cho cháu quay phim thì cũng làm phiền cháu một cái. Làm tiền đâu, cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa, bởi vì chú không có cái khả năng để mà giúp đỡ cho cô bác, cô bác còn nhiều, thành ra giờ chú không có cần tiếng cần gì trên yêu cầu có tiền mà chú giúp đỡ cho cô bác đó là cái quý. Thành ra chú giờ phước nhiều phước ít gì thì ơn trên hai bên gia giáp biết chú. Dạ. Tấm lòng chú thì hai ơn trên gia giáp biết thôi. Thì con biết chú Ba cũng nhờ chị Sương á, chứ không ấy con đâu biết chú Ba đâu ở đây mà không biết. Đúng rồi, biết chú Ba làm làm vậy. Lâu rồi, hồi trước chú đi chùa với Úc Sơn á. Dạ. Cháu biết mà, chú Úc Sơn mà, Úc Sơn hàng cộng đó. Dạ. Chuyên môn người kêu người ta đi chùa đó, chú đi chùa 4 năm á, chứ không ít đâu. Thì bữa gặp chị Sương thì chị Sương mới nói thì cho con xin số điện thoại, thì con nói để xin số điện thoại gọi cho chú Ba đó. Giờ sống trên đời này bây giờ mình phải cần tương trợ với nhau, giúp đỡ cô bác ta đang khổ mình phải giúp đỡ. Cái ban từ thiện là ở đâu Bình Dương đó, là nói về hai cái mẹ con của con quả bữa nay có điện cho chú nè, điện hỏi thăm chú. Nhưng mà chú nói thật, chú nói bây giờ hoàn cảnh gia đình nó như vậy đó, nhưng mà cái vụ cái nhà cửa thì chú không có đành luôn, bởi vì là theo chú biết là chú hỏi nó là nó có sổ nhà đất không, là nó không có, nó chỉ có hộ nghèo có nhân khẩu, sổ nhà đất không có. Chú mới nói cô kia mới điện mới hỏi thì chú nói vậy, nó bây giờ cháu ơi cái người thì cái người ta khổ mình giúp được cái gì giúp không được thì thôi. Chú nói vậy. Còn cái nhà cửa đất đai chú nghe nói hình như là chị em nó cũng lộn xộn lắm đâu cháu, vì chú biết cháu hỏi cho kỹ lưỡng lại rồi có thể là mình rồi cháu tự đó cháu quyết định đó. Chú mới nói như vậy đó, chứ chú nghe nói nó không có nhà, nhà đó là nhà của chị em nó cất cho hay là như thế nào mà chú không rành. Cháu hỏi cho kỹ vậy đó, mình giúp đỡ được cái gì mình giúp đỡ, còn cái nào không được thì thôi. Nó thì nó nghèo thật, nghèo chính nhà nước là cũng công nhận. Còn nếu mà chú nói sai là chú mang cái tội, chú nói thêm nói thùa là chú mang tội, chú không có dám nói thêm thùa. Ăn chay ăn lạc mà đâu có dám nói thêm được. Chú ăn lạc tháng 4 lần hả chú? Chú ăn nay ăn chay trường nay 8 năm rồi. 8 năm mà hôm 30 tháng 3 nè, chú dạ. 8 năm rồi. Dạ, chú ăn trường luôn rồi. Ăn lâu rồi, hơn tường. Dạ, chú thím ăn ha, mình chú à. Hồi trước nhà ăn được 2 năm mấy trơn, rồi bắt đầu tự động, người thì bệnh, người ấy chịu không có nổi, chú dạ. Ngã ngang hết, còn mình chú à. Dạ, vậy là chú có duyên ăn. Chú ăn chắc hồi trước chú ăn có ăn nhiều đời, nhiều kiếp chú có ăn rồi.
bây giờ á, làm từ thiện này chú nói thiệt với cháu vậy đó, chứ không dám nói dốc. Giờ trường hợp có cái câu mà chú học cái câu kinh này nói cũng hay lắm, nói là miệng chai lòng cũng phải chai, miệng chai lòng chẳng thảo ngay ít gì, chai được tấm tánh chai tâm mới quý. Nhưng thí dụ nói như chú ăn chay mà chú nói dốc với cô bác á, coi như dòm sớm chú cũng đâu có được cái gì đâu, thua người ăn mặn, phải không? Ui. Sao giờ anh thấy chú hiền không? Chắc hiền hơn mấy người dữ quá. Mà biết gỡ về đây để mà trợ giúp cho cái những cô bác ở trong cái xứ sở của ông cha mình. Mặc dù làm ở đâu xa thôi chú ơi, nhưng mà cái lòng lúc nào cũng nhớ về quê hương mình. Thì đó, giờ quên được. Đúng rồi. Coi như mình bỏ quê hương chứ quê hương đâu bỏ mình. Dạ. Thì mình hồi trước chú đi lính hồi trước cũng vậy. Chú đi bộ đội hồi trước nè. Dạ. Thì bây giờ vì cái nhiệm vụ mà mình đi mình bỏ quê hương chứ còn quê hương đâu bỏ mình đâu. Dạ. Bởi vì bài ca mà có bản mà nói quê hương là chùm cái ngọt là đúng rồi. Đúng luôn ha. Có cái gì vậy? Mà coi như mấy cô chú này là coi như là cũng có công đức nhiều lắm, có duyên có phước nhiều lắm. Thì cháu biết làm gỡ về đây nè, là theo chú là người tu á, thường thường nói là người tu là coi như là báo tứ ân. Mà những cái chú này không biết có tu không, như chú bé Sáu, bé Tư, chú Hà Thanh là không biết có tu không, nhưng mà là báo lại được là coi như bố hai cái ân này. Một cái ân là đất nước, cái ân đồng bào. Mình gửi tiền về đây, mình giúp cho đồng bào mình thì nó đỡ cái phần gánh nặng của đất nước, của nhà nước. Thì cái này là chú nói như vậy là theo cháu nghĩ thế nào? Sao chứ chú ạ? Cũng như đó, chú nói là những người như chú bé Tư, chú bé Sáu, chú Hà Thanh mà ở xa quê hương đất nước mà gửi đồng tiền về đây để mà giúp cho bà con mình đó. Tuy rằng chú không biết những cái chú đó có tu không, nhưng mà theo cái người tu như chú là phải báo bốn ân được. Thì coi như một cái là ân cha mẹ, tổ tiên là một. Rồi cái là ân đất nước là hai, ân đồng bào là ba, ân Phật là bốn. Nhưng mà hai chú đó đã đáp lại được một cái là ân đồng bào, gửi tiền về giúp cho đồng bào cái khó khăn, rồi coi như là đỡ cái sự gánh nặng của xã hội, của đất nước, cũng như mình báo được hai cái ân. Chú hiểu như vậy. Thì chú ba, bữa nay con lên đây á thì để con gửi tiền xăng cho chú ba anh bé Tư ha, là gửi tiền xăng cho chú ba là 1 triệu. Rồi một mạnh thường quân ở bên Mỹ á, giấu tên là gửi cho chú ba 100 đô. Thì anh Hà Thanh là gửi về 200 đô. Rồi con đổi ra chia làm 3, con, chú, chị Sương. Bây giờ theo là chú phụ tiền xăng. Thì giờ là tổng số tiền của chú ba là 4,8 triệu. Đây con gửi chú ba, mấy anh ở bển gửi phụ tiền xăng với chú ba. Không, bây giờ chú nói thế này nè, chú đã làm từ thiện thì chú không nhận. Yêu cầu coi như những cái chú này gửi tiền về cho chú để mà chú cho cô bác người ta mua gạo cho cô bác người ta thì chú nhận. Dạ. Còn cái riêng cho chú là chú không nhận. Không. Bởi vì chú còn cho những người cô. Không, cái này để con nói chú ba nè, cái tiền mà hàng tháng á, 2 triệu á, mà mấy anh em đã hứa thì đã y như vậy. Còn cái này là chỉ là tiền là phụ. Không, không, tiền sang chú cũng không nhận luôn. Chú dám làm, chú dám sức công, dám sức. Tại vì mấy anh em thấy bệnh là cũng như là thấy chú ba đi rồi thấy cực khổ quá chừng. Không, chú ba không nhận.
chú ba không nhận. Thì chú ba rất mang ơn những coi như là anh em đối với chú như vậy. Cháu thấy là thấy chú ba vậy, biết chú ba cũng không khá giả gì đâu, nhưng mà chú ba làm từ thiện là xuất phát trong cái trái tim của chú ba, tấm lòng của chú ba. Thì con cũng biết rồi, nhưng mà cái này thì cũng như mấy anh em thấy, cũng như là phụ tiền xăng cho chú ba đi, tại thấy đi xa quá mà cực khổ quá. Không không, chú ba không nhận đâu. Bây giờ á, thí dụ bây giờ mà cháu về cháu nói với những cô bác này, hôm rồi hứa cho chú là 1 tháng 2 triệu mà cho 6 tháng phải không? Dạ. Thì bây giờ những cái số này đi, chú gỡ lại. Là thí dụ bây giờ muốn cho chú thì bây giờ thay để gì cho cô bác người ta hàng tháng đưa 2 triệu 2 triệu mua gạo vậy thôi. Cái đó là chú đồng ý, chứ còn cho chú là chú không nhận. Riêng phần của chú là chú không nhận. Dạ thì chú nói vậy thôi, con về con báo lại cái phần này. Thì cháu về cháu báo lại cho chú báo đi. Lại với con báo tin cho chú là đợt này là con đã mấy anh em ngoại đã chuẩn bị 50 phần, trong đó là mì tôm nè, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường, là kèm theo cái phần gạo con với chú ba đi á. Rồi như vậy là chú vận động thêm cái người mà đi từ thiện, người ta chở đi ta cho nữa. Còn là con cũng là tính rồi là con ấy một chiếc xe ba gác đặng chở mấy cái đó với chứ chú ba chở đâu hết à. Thí dụ bây giờ cháu không muốn ba gác á, thì bây giờ chú kêu những người ta đi cho gạo từ thiện á, người ta thích làm từ thiện á, ta đi theo người ta phụ à. Nhân thương vậy với chú và chở vậy đó. À, con hợp đồng cái xe mướn ông kia rồi. À mướn rồi thôi. Dạ. Cháu mướn rồi thôi, không có gì hết. Thì giờ ví dụ giờ mướn cái xe đó thì lấy số tiền này nói với mấy cái chú mấy anh đó lấy số tiền này trả tiền xe. Dạ có luôn rồi, coi như là cái phần tiền này là để chú ba đổ xăng, là không có liên quan gì tới cái tiền xe hoặc là những cái đồ mà mua sắp tới đi hết á. Đã mấy anh em đã tính hết trơn rồi. Đồng ý. Không có liên quan gì tới cái chú đã dám làm cái này. Còn ấy lấy phần làm chú. Lấy phần này mua gạo từ thiện. Không 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 con. Không không, cái tiền cho là khác. Tiền này là cho ghi cho này. Như là để đổ xăng. Tiền này của mấy ảnh cho cha. Để dành để đổ xăng đi. Thì thôi bây giờ là cha không lấy thì gửi lại cho mấy ảnh, rồi mấy ảnh để. Ví dụ mấy ảnh để chi thì thế nào như chi. Ờ. Thì cũng như rồi chi cho vô trong cái từ thiện là mua nhiều yếu phẩm mà bất cứ gì cũng được. Thì chú ba nói vậy thì mấy anh em cũng nghe rồi, thì con án này lại thì về mấy anh em tính. Rồi 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 vậy đi. Chú ba thì nói chứ chú ba còn dám sức chi của sức công chú ba còn chạy thì không ra được mà chú ba còn thì con cũng biết vậy, nhưng mà sao này già mà thấy cũng như là phụ thêm cái tiền xăng cho chú ba để dành chú ba đổ xăng. Còn ví dụ như chú ba có chạy xe đỡ á thì mình chú ba tăng thêm phần gạo hay gì đó, còn cái phần xăng là chú ba khỏi lo, cũng như là có cái tiền này để dành để đổ. Không, chú ba rất cảm ơn coi như lòng hảo tâm của coi như anh chú bé Tư, chú bé Sáu, chú Hà Thanh, chú rất mang ơn và lòng đôi khi tấm lòng rất quý, nhưng mà thôi chú nhận. Tại vì như mấy anh em thấy cũng như là ấy ở phụ tiền xăng cho chú ba. Người ta cho tiền không biết nhiều, ông ăn lấy, họ lúc đi lấy chùa đó, cho tiền. Dạ. Cho tiền, chú, cho gạo, cho này, không phải mà chú làm mà chú cầu tiếng cầu gì danh lợi riêng cho chú cũng có đâu, ổng không nghĩ tiền bạc, rất mang ơn ba chú đó, nhưng mà bởi vì chú cái tâm chú làm từ thiện xuất phát từ trong cái trái tim của chú. Chứ không phải mà chú là dám chạy xe như thế này đưa thím, ví dụ tháng 4 triệu chú dám đưa bả 2 triệu, còn 2 triệu chú mua gạo chú cho mà. Cho người này không cho người kia. Dạ cho nhiều quá, cho nhiều quá thì phải mướn xe thêm, còn không thì rủ mấy người ta từ thiện. Ta có tấm lòng từ thiện cái bắt đầu ta rủ đi. Ta đi phụ. Phụ chở mình mệt cái tên này chứ thấy vậy đỡ chứ mệt dưới khổ dữ lắm. Đôi khi bà xã tôi nghe họ đồn nói tôi thấy tôi chở gạo này kia, họ tôi từ thiện tôi đi cho người ta từ thiện rồi chở gạo về, đôi khi người ta nói tôi thì mình chở về mình mua mình ăn mua, mình chở về nó vợ chồng tôi ăn gạo từ thiện gạo từ thiện nó bằng gạo người ta nói gì nói cả người ta nói gì người ta nói như hôm ấy bệnh nè, tại ổng chở ổng mua không là 3 bao rồi hà
đây nè, rồi cái nữa nè, đừng thấy tôi đi với cái cô Sương đó, nói tôi cô Sương có người nói ông chở cho nhỏ con gái với hai ba bao nữa để em dọn từ thiện đi Sương này kia nó tại ta nói nó nhưng ta đâu có hiểu. Đây tôi lúc đó tôi nghe nói tôi cũng cũng sùng trong mình, tôi nói ngay câu này, tôi nói thế này, câu thế này thôi, ai nói điều chi mặc kệ ai, miễn ta giữ vẹn tấm lòng ngay, nếu ta trơn chánh người cho sáng, trơn vẫn hoàn trơn thật chẳng sai. Tôi nói câu đó thôi, tôi nói cô Sương cô đừng có ái gì nữa, thí dụ tội nghiệp cho cô Sương, thí cổ đàn bà còn như tôi đàn ông mà tôi già rồi còn gì nữa mà ngại mà ngùng gì nữa. Mà thấy cũng chỉ cũng cực chạy theo cũng nặng nề. Ừ thì cổ mà... tôi nhờ cổ nói chung là tôi từ cái ngày mà cho mà nhiều á là cô bác người ta cho nhiều có là cái ngoài mình thắng ngoài gì. Ngoài đó là cái như cái bằng của anh ông Ba Dính đó là con Lon á, và tôi cũng ví dụ ông Ba Dính con Lon cho là cả tấn à, cả tấn là cho cả trăm phần nó chơi nó hỏi vậy dạ. Chứ ông hai ông hỏi bây giờ chú tính bao nhiêu nữa, thôi anh cho tôi 50 phần 40 phần cho lần tôi làm đâu đó cũng người ta đâu 400 người gạo cũng nhiều lắm rồi hai giờ ông nằm chỗ rồi cũng tội nghiệp ổng đi lắm, ổng tôi ghé tôi thăm hai lần hay rồi hay dính á ông lần cha mẹ bệnh ổng chở gạo ổng cho cha mẹ đó. Còn năm nay chú nhiêu tuổi rồi chú ba? Chú ba nay 65 tuổi. 65 rồi đó. Ông này mổ về ổng muốn lên cho 20 kg gạo ông hay dính đó. Cũng như ổng mổ về ổng muốn chạy xe được, ổng nghỉ mấy tháng trời. Mổ gì chú ba? Mổ u sơ tiền liệt tiến. Dạ. Vậy ổng cũng lên ổng cho gạo. Thì như là thiệt khỏe hả chứ? Mổ lâu chưa? Dạ, cái đó khỏe rồi. Dạ. Bây giờ nó có cái nhức lưng. Nhức nó dạng mình bị y như là gai. Cái này là gai cột sống với thối quá cột sống. Hai dạ. Cái đó chú nói mấy cái đó lên đây thì nhiều khi bà con người ta coi á. Bà con nào người ta biết bài thuốc người ta chỉ cho chú. Thì đó cũng như bữa con mới quay cái chú cái anh kia anh bị bệnh thận đó, cái là mà người ta chỉ á. À, chú mua thuốc này nè, chú mua loại này 75.000 hũ này chú uống nè. Đau cột sống thôi chú. Đau ngang cái thắt lưng nè. Dạ. Gai cột số quá cột sống. Cái này là cột sống qua đà. Nãy mưa lớn chứ. Đây mưa bình thường. Đây ước mình. Nhưng mà ở đây không mưa lớn. Tại hôm qua đó mưa lớn rồi cái giờ. Cháu chưa cái có ghé Thương hả? Dạ chưa. Thương nào ngay nó ở nhà đó, nhà của anh rồi. Dạ. Nhà của Năm Mít. Năm Mít ừ. Bữa có hỏi thăm chị ghé cái chị nói chị bắt chạy xe mắc chở ai con đi về. Con nói thôi bữa nào. Thăm hẩm vụ bệnh dịch bả lên đây. Chơi ngày nào cũng lên chơi đây chứ dạ. Đâu chạy xe được đâu. Dạ. Chứ ở dưới là như con mình hay gì à? Ừ. Rồi cái nay chạy xe được rồi. Dưới đừng nói gì, đừng nói tôi không nhận này kia nội ăn để cổ có thí dụ cổ có khó khăn rồi cổ nhận. Dạ, nhận, dạ. Nó nhận rồi. Dạ. Còn... thì con cũng đâu có nói gì. Đừng nói gì. Dạ. Ví dụ ai nhận thì nhận. Nhận dạ, dạ. Tôi từ đó giờ cái tôi làm từ thiện này cái tâm tôi quyết đi một đường một. Dạ. Ví dụ thay gì. Cô anh em mà giúp như vậy tôi rất mừng. Dạ. Vì ở ngoài kia mà còn nhớ lo ngoài kia rồi còn lo gì cho coi như là cô bác ở đây nữa. Thành ra tôi rất mừng. Tôi nhận tấm lòng. Dạ. Nhận tấm lòng coi như là của thành thật của anh em vậy là rất quý. Rất quý. Bởi tôi nói không có tu không? Có tu không? Có tu là tu thì là ngon lắm, ví dụ còn không tu thì coi như cái đó cũng được hai cái phần. Dạ. Thường thường người ta nói cái người sống này tứ ân đó. Mày bữa mà cho làm cái này coi cắt miếng kiến để mà. Ôi con ơi, mất cũng tiền. Thôi vậy thà cũng được rồi. Không tiền. Mẹ cũng đâu đòi hỏi gì. Mình ở trên cũng đâu đòi hỏi gì. Mày trong này có dán không chú ba? Tường này có dán không? Không. Vậy rồi á, xong rồi trên xong rồi. Dán cái nền cho nó sạch thôi. Lót nền cho nó sạch quá tại dán ở ngoài vậy đó. Giờ quá không chịu nổi, không ráng dán. Dạ. Con mình tôi làm không á.
chứ mướn sợ nữa tiền nó mướn à, mướn vợ à, à. Đó cái nhà này cũng mình nói làm nói gì à. Em nó này làm cũng được hai anh em làm á đâu có mướn cả thợ à, cũng có thợ nhà rồi cái anh làm luôn à. Cái hồi nó mới làm nhà này là nó còn chập chững nó chưa gành à. Rồi bây giờ nó lớp cái nền này là nó ra thợ rồi nó đi mặn thời gian chứ à, theo mà mướn mướn nữa chắc tôi cũng không tôi để vậy luôn tôi không nổi, không tiền làm tiền nổi tiền thợ không nó ngang ngửa với tiền vật tư rồi dạ tiền thợ giờ giờ ngang ngửa thì mấy trăm ngàn ba trăm ngàn ngày 300 mà giờ nó mặn ấy nó mặn giờ nếu mà ra ngoài này 320 dạ. 32 ngày mà anh nghĩ nó của nó ví dụ như mình nói thẳng như của nó thì nó làm cho rất rẻ còn là của nó mặn mướn mà mặn ngày mà làm kéo ngày à, ra vậy làm trời ơi dạ. Cái trường hợp á mà cháu chở đi xe ba gác á thì chú cũng bàn thế này thôi bây giờ mình để cái số tiền đó mình mua thêm gạo mình cái tiền mướn ba gác á thì chắc cũng 300-400 chứ đâu ít đâu thì mình mua thêm gạo mình cho cô bác người ta cũng được 500 xa lắm à 500 khoảng 600 ngàn á chú à 600 ngàn thay vì mà để cho được gạo 6 phần cho được 6 phần dạ 6 phần bây giờ chú á là chú coi như trong cái người đạo chú là chú trong bổn đạo của chú là anh em trong bổn đạo là người ta cũng có cái ý muốn đi từ thiện với chú đi cho gạo từ thiện chú nhưng mà người ta không có khả năng người ta không có tiền thí dụ chú không có khả năng nhiều rồi thành ra đâu có kêu người ta được thí dụ thay vì bây giờ phải chú biết mà đợt này cháu mướn chiếc xe đi dạy cho 50 người thì cho nào mì tôm nước tương này nếu chú kêu thêm hai người nữa hai người nữa là hoặc là ba người nữa chở là được rồi thì đi cái này á là cô bác người ta có công đức cũng như là con không biết tại vì con thấy thường chú ba là thấy ấy chị Sương nhờ chị Sương đi phụ là thấy cực quá rồi thành ra con không có hỏi chứ phải hỏi chú ba trước thì thôi nếu mà mơ mốt mà có thì con nói chú ba sẽ nhờ nói như vậy đi để cho mình có cái đồng cái số đồng ngân mình nói rộng ra mấy 600 ngàn tiền đó mình cũng mua được 6 phần đi 6 phần cho 6 phần gạo nữa. Gạo nữa cho được sáu người nữa thì giờ cũng như đỡ chuyến này chuyến sau mà ông hỏi miễn ai đi vậy á nè ở trong Bình Lộc là giờ chồng của bà cục tay á là ông đó đi một nè rồi ở dưới quá, chở nổi không vậy? Dưới kia ông kia đi hai ông chở chắc ông nó chở 50 kg quá ông chở nhiều thì coi như vậy ăn tết tỷ có 50 kg nhiều người ăn quà thì miếng hả miếng ấy mình phải hỏi chắc mình hỏi chắc rồi mình mới còn nếu không á là cháu biết sao mà không được không được chú theo chú mình chú thì chú đi nhiều ngày chú đi nhiều ngày đôi khi đông quá đông chú đi cả gần 5 bữa vậy đó mà chú đi dắt chiều không à dắt sáng kiếm mới vài trăm 100-200 gì kiếm tiền xăng tiền đó bữa hôm con cũng hỏi chú ba rồi con nói sao chú ba không đi dắt sáng mà cho nó mát chú ba thì chú ba nói con là chú ba sáng chạy xe ôm thì kiếm chút đỉnh rồi bữa chiều đi thành ra dắt chiều đi nắng dữ lắm thế ba mà điều thôi thì giờ nếu mà chuyến này cái trời vô mưa thì mình tranh thủ thì nghỉ một bữa đi buổi sáng không đi buổi sáng cũng được đi đường ở dưới đâu có lầy hả đâu có lầy có lầy không bây giờ hết lầy rồi hết lầy cũng đỡ chứ một lần rồi lầy nổ chứ cô yêu cầu chú nói cô yêu cầu cô bác mà có cho gạo chú sang sáng lắm bỏ đi liền thí dụ thay vì thằng Sương nó nói thôi để mơ chủ nhật đi nó thôi giờ có để quất liền hả có chủ nhật gì đó cũng như mình sáng có được, mừng lắm để đúng cho rồi cho con. Cô bác người ta mừng hơn mình nữa cũng như con giờ ví dụ ai nhờ quay hoàn cảnh nào khó khăn đó là con phải sắp xếp phải tranh thủ chứ không đi liền như hồi đó chú nói chú lụm 500 ngàn bạc mà chú lụm được 500 ngàn này chú mừng nè chú xài chú mừng cái gì
nhưng mà trái lại chú mua gạo chú cho coi như là 10 người là người ta mừng với chú. Yeah. Được mười người, mười người mừng quá không? Ừ. Chú tin không, ổng mua giấy số mà không biết cái đài nào sổ được mà ổng túng được 3 triệu. Dạ. Ổng mua gạo ổng cho tơn luôn, không có gì nhà đồng nào. 3 triệu, 3 triệu đợt đó là tôi cho bà, tôi cho bà năm hết là 150 rồi đó. Ổng ra rồi tôi bù trở lại. Ổng đi mua gạo ổng cho xong hết 2-3 ngày sau ổng mới nói, ổng nói tôi túng số được 3 triệu tôi mua gạo cho người ta hết rồi bà, cái gì hết thì thôi chứ giờ sao giờ. Ổng giái, ổng nói ông giái, ổng túng số, ổng mua gạo, ổng cho người ta hết. Ổng túng được 3 triệu, mua hết 3 triệu, ổng cho người ta hết tên luôn. Phải túng độc đắc đỡ quá hả chú bà ha? Nói gì túng độc đắc thì giái túng độc đắc mà ổng túng độc đắc mà túng độc chiếc không hả chứ? Túng độc đắc thì ngon lành vậy. Độc chiếc không mà mua gạo cho hết luôn. Độc chiếc mà có 1 con một. Vậy ổng nói tôi túng số được 3 triệu, tôi mua gạo cho người ta hết rồi. Cho hết vậy thôi, gì nha vậy? Mình mặn khác mình em. Mình nay mấy rồi thế ba? Nay ngày mình ngày 29. 29 nè. 29. Vậy còn cũng lâu mà. Mười mấy ngày nữa. Nửa tháng. Nửa tháng. Chứ hồi trước á là chú cho là đôi khi nhiều á, mới ban đầu chú cho mà là coi như 1 tháng chú cho 2 lần. Dạ. Cái sau cái bắt đầu nhiều quá nhiều á, không trễ. Rồi bắt đầu tháng cho 1 lần. Từng lần sau không trễ. Không trễ là coi như thí dụ 30 người mà bây giờ tới trong túi có 1,5 triệu à. 1,5 triệu thì thôi bây giờ quất ra coi như là người 5 ký cũng xong. 1,5 triệu là cũng giải quyết hết luôn. Cũng giải quyết hết luôn, giờ không lẽ bây giờ mà cho người này bỏ người kia. Mà cái phần một mình chú là cái dạng 5 ký là cũng như chắc cũng thường thường hơn mà chắc ngang ngửa quá nha, ngửa trước giờ. Bởi vì khi mình có tiền á là mình mua được 10 ký, có khi chú phân ra 7 ký cũng có. Dạ. Yeah. 7 ký một phần. Yeah. Cũng có được nhiêu cho tính theo cái tự theo chú ba chia phân chia làm sao cho nó có hàng tháng. Ờ cho nó có hàng tháng để cho cô bán có ăn. Rồi mới đầu cho mới đầu chú cho mình vòng đây nè, ở thị trấn nè, rồi ở Bình Thắng nè. Dạ. Hàng Cộng nè. Dạ. Bình Lộc có cho luôn, rồi sau thời gian cái chú mới đi xuống Thừa Đức. Thừa Đức cho vùng xa vùng sâu. Dạ. Vùng xa vùng sâu một thời gian cái thấy ở dưới kia coi như nhiều quá nhiều đi, chú mới đi xuống dưới. Yeah. Mới cho dưới, cho dưới thì coi như đằng này phải cắt lợi mới đâu có đủ cho mà Thừa Đức nữa. Yeah. Mà chuyến này 50 phần có thể đi Thừa Đức. Yeah. Đi Thừa Đức đó là còn phải mình phải chừa Thừa Đức đó là khoảng chừng 10 phần. Yeah. Thừa Đức với thị trấn cũng có người bệnh. À, chú nhắm cái người nào mà họ ít có cho chú cho chỗ họ ít tới, thị trấn thì cũng nhiều lắm ở dưới là không có. Dạ. Từ Thành Phước xuống thôi, tối rồi con cũng thưa chú ba con về nha. Rồi thôi, trong cái ban video này chú cũng là thành thật cảm ơn tất cả mà chú bé Tư, bé Sáu, chú Hà Thanh. Đồng thời chú cũng chúc cho ba chú được dồi dào sức khỏe, được ơn trên 10 phương chư Phật gia hộ độ cho các chú được mạnh giỏi tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, trí huệ thông minh, dài nếu có tu hành thì giai đắc đạo quả, tu hành cho đến ngày mà mãn phần vong hồn được giảng sanh tịnh độ về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu trường hợp mà người không có tu á thì chú cầu chúc cho ơn trên 10 phương chư Phật gia hộ độ cho làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Xin chú xin hết. Thôi tối rồi, Vũ cũng xin kết thúc cái video này. Vũ cảm ơn cô chú anh chị
đã xem cái video của Vũ. Thôi con cũng thưa chú ba con về nghe, thưa thím ba con về. Rồi hai chú cũng xin thay mặt gia đình chú cảm ơn tất cả. Dạ. Ôi Di Đà Phật. Rồi em về luôn anh hai ơi. Rồi.